Đây là chuỗi đảo thứ nhất, bao gồm đảo và bán đảo bao quanh bờ đông của Trung Quốc. Trong đó, Đài Loan có lẽ là mắt xích quan trọng nhất do nằm chính giữa và cũng gần Trung Quốc nhất. Nhưng đi kèm với vị trí đặc biệt này là một vấn đề vô cùng nan giải. China responded, announcing new live fire military drills and circling Taiwan. Trong nhiều thập kỷ qua, Đài Loan là một thực thể chính trị tuy độc lập trên thực tế, song lại không được hầu hết các quốc gia trên thế giới công nhận là một nhà nước. Qua thời gian, các đời lãnh đạo Đài Loan cũng có quan điểm, lập trường và những chính sách khác nhau về vị thế của Đài Loan. Vậy thì rốt cuộc Đài Loan là gì? Là Trung Quốc? Là một tỉnh của Trung Quốc? Hay bản thân Đài Loan chính là một nhà nước độc lập? Hãy cùng Spy Room tìm hiểu ngay sau đây qua bài viết của tác giả Phong Trung. Thứ nhất, nhà nước là gì? Đầu tiên, trước khi đến với Đài Loan, chúng ta cần thống nhất quan điểm về thế nào là một nhà nước hợp pháp, vì mọi thứ sẽ xuất phát từ đây. Nhà nước hay State với chữ S in Hoa, theo Max Weber, là một thể chế chính trị có quyền sử dụng vũ lực hợp pháp tối cao và duy nhất đối với cộng đồng dân cư nằm trong khu vực địa lý mà nhà nước đó có chủ quyền. Sau cách mạng Mỹ vào cuối thế kỷ thứ 18, hầu hết các nhà nước mới được thành lập đều theo thể chế Cộng Hòa nên không có quân chủ cai trị. Bản thân nhà nước không phải là một thực thể hữu hình nên sẽ cần có một chính phủ để quản lý các công việc nội bộ và ngoại giao. Những cá nhân và tập thể cấu thành chính phủ quản lý các công việc của nhà nước dựa trên nền tảng tín nhiệm của nhân dân. Tuy vậy cần phải làm rõ, chính phủ có quyền quản lý, nhưng chủ quyền, lãnh thổ và nhân dân luôn thuộc về nhà nước. Mặc dù coi nhà nước là chủ thể chính, nhưng luật quốc tế thì không có quy định rõ ràng về sự hình thành của một nhà nước mới là như thế nào. Thông thường, chúng ta sẽ căn theo Công ước Montevideo vào năm 1933. Theo đó, một nhà nước cần đảm bảo 4 tiêu chí sau đây. Thứ nhất là có dân cư ổn định. Thứ hai là có lãnh thổ xác định. Thứ ba, có chính phủ hợp pháp. Và thứ tư, có khả năng quan hệ với các nhà nước và các tổ chức quốc tế khác. Công ước Montevideo năm 1933 không có quy định về cách thức và mốc thời gian cụ thể khi nào thì một nhà nước mới được coi là hình thành. Về vấn đề này, có hai lý luận hay được trích dẫn là thuyết cấu thành và thuyết tuyên bố. Theo thuyết cấu thành, một thể chế chính trị trở thành một nhà nước khi được các nhà nước khác công nhận. Do đó, vấn đề của thuyết cấu thành là không thể giải thích được sự hình thành của những nhà nước đầu tiên khi không có nhà nước nào trước đó công nhận cả. Còn theo thuyết tuyên bố, sự hình thành của một nhà nước mới không phụ thuộc vào sự công nhận của một bên thứ ba. Một tổ chức chính trị đáp ứng đủ các điều kiện chung của một nhà nước và có tuyên bố độc lập với tư cách là một nhà nước mới thì đã là một nhà nước rồi. Tuyên bố độc lập thành lập một nhà nước mới cần phải dựa trên những nền tảng mong muốn của cư dân vùng lãnh thổ đó. Thông thường, để đi đến tuyên bố độc lập như vậy, cần phải trải qua một cuộc trưng cầu dân ý. Các bạn hãy ghi nhớ hai thuyết này nhé, vì chúng đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong việc Đài Loan có được công nhận là một nhà nước hay không. Lịch sử của Đài Loan. Vậy thì Đài Loan đã được hình thành như thế nào? Để tóm gọn thì chúng ta có thể kể đến hai giai đoạn chính. Giai đoạn đầu tiên, Đài Loan trước khi sáp nhập vào Trung Quốc. Từ thời cổ đại, những cư dân đầu tiên trên đảo Đài Loan là những cộng đồng người Nam đảo và đây chính là những nhóm dân tộc bản địa của Đài Loan. Trong khoảng thế kỷ thứ 16, các nhóm người Hán bắt đầu di cư từ miền Nam Trung Quốc đại lục đến Đài Loan. Trong đó có hai nhóm người là người Mân Nam và người Khách Gia. Họ được gọi chung là người bản tỉnh hay nội tỉnh để phân biệt với các nhóm dân tộc bản địa. Và nhóm người Hán di cư đến Đài Loan sau năm 1945 được gọi là người ngoại tỉnh. Đầu thế kỷ thứ 17, người Hà Lan đến bán đảo Bành Hồ, nằm ở phía tây của đảo Đài Loan và lập thuộc địa tại đây. Lúc này nhà Minh của Trung Quốc coi Bành Hồ thuộc phạm vi lãnh thổ của mình nên đưa quân đến đánh và yêu cầu người Hà Lan rời đi. Tuy nhiên nhà Minh lại cho phép người Hà Lan tới đảo Đài Loan vì lúc này đảo Đài Loan trong mắt chính quyền nhà Minh không được coi trọng và không nằm trong cương vực lãnh thổ của Trung Quốc. Do vậy, người Hà Lan lập thuộc địa tại đảo Đài Loan cũng như bắt đầu phát triển nông nghiệp và thương mại. Sau đó ở Trung Quốc đại lục, người Mãn Châu đánh bại nhà Minh và lập nên nhà Thanh cai trị Trung Quốc từ năm 1644. Rất nhiều người Hán bất mãn đã quyết định rời khỏi đại lục. Trịnh Thành Công là một vị tướng thề trung thành với nhà Minh, đã đem người thân và quân lính di cư đến đảo Đài Loan. Quân của Trịnh Thành Công sau đó đã đuổi được người Hà Lan đi và chính thức cai trị khu vực Đài Loan như hiện nay. Dưới thời nhà Trịnh, Đài Loan đã có được những bước phát triển đầu tiên, văn hóa và giáo dục của người Hán được đem vào áp dụng.
ngoại thương cũng được chú trọng. Ngay sau khi thấy ngày càng nhiều người Hán di cư đến Đài Loan, chính quyền nhà Thanh cũng cảm thấy đây là một mối lo, đặc biệt là với sự cai trị của nhà Trịnh tại đây. Hoàng đế Thanh khi đó là Khang Hy quyết định chinh phục hòn đảo này và thành công vào năm 1683. Đến năm 1885, khu vực Đài Loan chính thức trở thành một tỉnh của Trung Quốc. Đài Loan dưới sự cai trị của Trung Quốc và Nhật Bản. Đài Loan được sáp nhập vào lãnh thổ Trung Quốc nhưng phần lớn là vì lý do an ninh, chứ triều đình Trung ương không hề có ý định phát triển khu vực này. Chính vì thế, trong suốt hơn 200 năm dưới thời nhà Thanh, đã có hàng trăm cuộc nổi dậy chống chính quyền, tuy nhiên đều thất bại. Năm 1894, chiến tranh Trung Nhật lần thứ nhất nổ ra do mâu thuẫn về vấn đề Triều Tiên. Trước sự ngỡ ngàng của nhà Thanh, quân Nhật giành chiến thắng, buộc triều đình nhà Thanh phải ký với Nhật Hiệp ước Shimonoseki vào năm 1895. Theo hiệp ước này, Trung Quốc sẽ phải nhượng lại vĩnh viễn chủ quyền đối với tỉnh Đài Loan cho Nhật. Nhà Thanh đồng ý một phần cũng vì không mấy coi trọng khu vực Đài Loan. Người dân Đài Loan bất mãn và yêu cầu triều đình Trung ương rút lại hiệp ước nhưng bị khước từ. Họ nổi dậy chống lại quân Nhật nhưng đều gặp phải thất bại. Nhật Bản sau đó chính thức sáp nhập Đài Loan vào cương giới lãnh thổ của mình. Tới năm 1911, nhà Thanh sụp đổ. Năm 1912, chính phủ Trung Hoa Dân Quốc được thành lập và cộng đồng quốc tế công nhận là chính phủ kế nhiệm nhà Thanh đại diện cho nhà nước Trung Quốc. Ngày 2 tháng 9 năm 1945, Nhật Bản đầu hàng quân đồng minh. Thế chiến thứ hai chính thức khép lại. Ngay sau đó, Mỹ trở thành quốc gia tiếp quản nội bộ lãnh thổ của Nhật, bao gồm cả Đài Loan. Tuy nhiên, Mỹ đã giao nhiệm vụ giải giáp quân Nhật ở Đài Loan cho Trung Hoa Dân Quốc vì cho rằng rồi thế nào Đài Loan cũng trở về với Trung Quốc. Đúng như vậy, vừa ra khỏi tay Nhật Bản thì Đài Loan lại về tay của chính phủ Trung Hoa Dân Quốc. Tới đây, chúng ta cần nói qua một chút về tình hình của Trung Quốc. Cụ thể thì trong đại lục lúc bấy giờ, sau khi Quốc Dân Đảng lập ra Trung Hoa Dân Quốc, Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng được khai sinh và ngày càng có nhiều ảnh hưởng. Mặc dù chính phủ Trung Hoa Dân Quốc được phần lớn cộng đồng quốc tế công nhận, nhưng trên thực tế, họ không quản lý trực tiếp toàn bộ lãnh thổ Trung Quốc. Ngoài ra, trong cuộc chiến đấu chống đế quốc Nhật, Quốc Dân Đảng cần phải nhờ đến sự hỗ trợ của Đảng Cộng sản để tiêu diệt kẻ thù chung. Sau khi đánh bại quân Nhật, mâu thuẫn về ý thức hệ và cách thức điều hành đất nước giữa hai bên đã làm bùng nổ cuộc nội chiến từ năm 1927. Cuộc nội chiến đạt đến đỉnh điểm vào năm 1948 và kết thúc bằng chiến thắng của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Đảng Cộng sản chiếm được phần lớn lãnh thổ và lập nên Chính phủ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa vào năm 1949. Trong khi đó, Tưởng Giới Thạch đưa toàn bộ Chính phủ Trung Hoa Dân Quốc cùng với 1,2 triệu người từ đại lục di chuyển tới Đài Loan. Ông Tưởng tuyên bố Đài Bắc sẽ trở thành thủ đô lâm thời của Trung Hoa Dân Quốc cho tới khi lấy lại được đại lục từ tay Cộng sản. Vị thế của Đài Loan. Ban đầu, Chính phủ Trung Hoa Dân Quốc vẫn có thể duy trì được vai trò đại diện cho nhà nước Trung Quốc trên trường quốc tế. Sau nội chiến, chiếc ghế Hội đồng Bảo an của Liên Hợp Quốc vẫn do Trung Hoa Dân Quốc nắm. Tuy nhiên, thời gian qua đi, ngày càng nhiều quốc gia và tổ chức quốc tế chuyển sang công nhận tính chính danh của Chính phủ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, đồng nghĩa với việc chấm dứt quan hệ ngoại giao chính thức với Trung Hoa Dân Quốc. Năm 1971, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc quyết định công nhận Chính phủ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa là đại diện hợp pháp duy nhất của nhà nước Trung Quốc và loại bỏ Trung Hoa Dân Quốc ra khỏi tổ chức này. Năm 1979, Mỹ thiết lập quan hệ ngoại giao chính thức với Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và thừa nhận chỉ có một Trung Quốc và Đài Loan là một phần của Trung Quốc. Tuy vậy, Mỹ vẫn cam kết sẽ bảo vệ Đài Loan bằng đạo luật quan hệ Đài Loan. Hiện nay chỉ có 13 quốc gia và Vatican có quan hệ ngoại giao chính thức với Đài Loan. Tuy nhiên, hầu hết đây chỉ là những quốc gia nhỏ. Tới đây chúng ta vẫn còn câu hỏi từ đầu video. Đó là, rốt cuộc chính thể Đài Loan hay Trung Quốc hiện nay là gì? Là một nhà nước độc lập, là một phần của Trung Quốc hay là đại diện của cả Trung Quốc? Như đã trình bày ở bên trên, khi bàn tới sự hình thành của một nhà nước mới, thuyết tuyên bố thường được áp dụng hơn. Vì chính thể Đài Loan đã đáp ứng được đầy đủ những đặc điểm theo công tước Montevideo, điều cần lưu ý duy nhất còn lại là một tuyên bố độc lập thể hiện mong muốn chung của dân cư nơi đây. Nhưng điều này sẽ lại dẫn chúng ta sang vấn đề tiếp theo, đó là những quan điểm khác nhau của các đời lãnh đạo Đài Loan. Quan điểm của lãnh đạo Đài Loan. Từ năm 1949, Chính phủ Trung Hoa Dân Quốc ở Đài Loan đã trải qua 7 đời lãnh đạo chính thức. Hai lãnh đạo đầu tiên là cha con Tưởng Giới Thạch, Tưởng Kinh Quốc, quản lý Đài Loan tương đối độc tài, thông qua việc áp dụng thiết quân luật. Trong thời gian này, Tưởng Giới Thạch vẫn luôn ấp ủ dự định lấy lại đại lục. Theo quan điểm của ông, Đài Loan chỉ là một căn cứ tạm thời,
chờ tới khi quay trở lại đại lục. Đó là lý do vì sao Tưởng Giới Thạch rất quyết liệt đàn áp các phong trào độc lập ở Đài Loan. Các chính sách Hán hóa ở đảo Đài Loan cũng được áp dụng để tuyên truyền cho chính sách một Trung Quốc, luôn nhấn mạnh Đài Loan là một tỉnh của Trung Quốc và Trung Hoa Dân Quốc là chính phủ hợp pháp duy nhất của nhà nước Trung Quốc này. Tới đời Tưởng Kinh Quốc, ông tuy đã phần nào từ bỏ giấc mơ quay trở lại đại lục, nhưng vẫn để mở cho câu chuyện hợp nhất một Trung Quốc. Sau khi Tưởng Kinh Quốc qua đời, Lý Đăng Huy lên nắm quyền và rốt ráo đẩy mạnh quá trình dân chủ hóa ở Đài Loan. Dù là chủ tịch Quốc dân đảng, nhưng Lý Đăng Huy không muốn lấy lại đại lục nữa, mà muốn tập trung nguồn lực vào Đài Loan. Một loạt các cải cách được thực hiện, từ trong hiến pháp cho đến cơ cấu tổ chức, để phản ánh chính xác hơn hiện thực của Đài Loan. Cụ thể hơn, cuộc tổng tuyển cử sẽ chỉ bao gồm cử tri thuộc vùng tự do chỉ tỉnh Đài Loan, chứ không bao gồm cử tri của vùng đại lục như trước kia nữa. Tuy có cố gắng đẩy mạnh danh tính Đài Loan, do thời điểm này, chính phủ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa ngày một lớn mạnh, Lý Đăng Huy cũng cần tương đối cẩn trọng về vấn đề Đài Loan độc lập. So với Lý Đăng Huy, Trần Thủy Biển thuộc Đảng Dân Tiến còn chú trọng hơn nữa về vấn đề danh tính của Đài Loan. Mặc dù không muốn chọc giận Bắc Kinh bằng những chính sách quá rõ ràng ủng hộ Đài Loan độc lập, nhưng ông bắt đầu sử dụng thuật ngữ Đài Loan và Trung Hoa Dân Quốc song song với nhau. Khi nói về Đài Loan, ông nói đây là một quốc gia độc lập có chủ quyền. Tuy nhiên, cũng không thể xem đây là tuyên bố độc lập của một quốc gia hay nhà nước mới được, vì nhà nước mà ông nói đến vẫn là nhà nước Trung Quốc với chính phủ Trung Hoa Dân Quốc, không phải là một nhà nước mới mang tên Đài Loan. Đài Loan ở đây chỉ sử dụng để thay thế cho Trung Hoa Dân Quốc mà thôi. Sau Trần Thủy Biển, Mã Anh Cửu thuộc Quốc Dân Đảng chiến thắng tổng tuyển cử và trở thành người dẫn dắt tiếp theo của Trung Hoa Dân Quốc. Mã Anh Cửu là lãnh đạo Đài Loan, có những chính sách được xem là thân đại lục nhất tính đến thời điểm hiện tại. Trong suốt nhiệm kỳ của mình, ông luôn tìm cách thúc đẩy mối quan hệ hai bên bờ eo biển Đài Loan. Quan hệ giữa hai bên trong giai đoạn này trở nên tốt đẹp hơn bao giờ hết. Mã Anh Cửu cực kỳ tuân thủ nguyên tắc một Trung Quốc và quan điểm này cũng được ông nhắc lại nhiều lần trong cuộc gặp lịch sử của ông với Chủ tịch nước Tập Cận Bình tại Singapore vào năm 2015. Sau Mã Anh Cửu, đến lượt bà Thái Anh Văn thuộc Đảng Dân Tiến lên nắm quyền. Bà trở thành lãnh đạo Trung Hoa Dân Quốc trong giai đoạn người dân Đài Loan sau khi chứng kiến những gì diễn ra tại Hồng Kông đã gần như không còn tin tưởng vào lời hứa một quốc gia hai chế độ mà Bắc Kinh đề ra. Thái Anh Văn kịch liệt phản đối về vấn đề hợp nhất và luôn khẳng định Trung Hoa Dân Quốc tự thân đã là một quốc gia độc lập rồi và không cần phải tuyên bố gì nữa. Các chính sách thúc đẩy văn hóa địa phương, văn hóa bản địa của Đài Loan hết sức được nhấn mạnh trong thời kỳ bà Thái Anh Văn. Đầu năm 2021, chính phủ Trung Hoa Dân Quốc quyết định thay đổi một chút bìa hộ chiếu bằng cách xóa bỏ phần tiếng Anh, ghi tên Republic of China đi. Nhiều người cho rằng đây là động thái cho thấy bà ủng hộ Đài Loan độc lập với tư cách là Đài Loan chứ không phải là Trung Hoa Dân Quốc nữa. Tuy nhiên tự chung lại, Thái Anh Văn dù có những động thái ủng hộ vẫn chưa từng có tuyên bố chính thức nào về độc lập của một nhà nước Đài Loan mới cả. Trong cuộc tổng tuyển cử đầu năm 2024, ông Lại Thanh Đức đến từ Đảng Dân Tiến đã trở thành lãnh đạo của Đài Loan. Lại Thanh Đức trước đây được xem là một người ủng hộ mạnh mẽ câu chuyện Đài Loan độc lập. Tuy nhiên những năm gần đây và đặc biệt là từ khi tranh cử, ông đã có những điều chỉnh hài hòa để tránh kích động chính quyền Bắc Kinh. Quan điểm của Lại Thanh Đức về vị thế chính trị của Đài Loan hiện tại là Đài Loan đã là một quốc gia độc lập có chủ quyền rồi và quốc gia đó gọi là Trung Hoa Dân Quốc. Đây là cách sử dụng mập mờ hai thuật ngữ Đài Loan và Trung Hoa Dân Quốc như các lãnh đạo trước đây và không được xem là tuyên bố độc lập cho một nhà nước Đài Loan mới. Tổng kết lại, chính phủ Trung Hoa Dân Quốc cho tới thời điểm hiện tại chưa từng tuyên bố độc lập cho một nhà nước Đài Loan. Một nhóm lãnh đạo Đài Loan nhấn mạnh Đài Loan là một tỉnh của Trung Quốc. Một nhóm khác lại có xu hướng ủng hộ một danh tính dân tộc Đài Loan độc lập so với Trung Quốc, nhưng cũng vẫn chưa từng đưa ra tuyên bố chính thức nào liên quan đến vấn đề Đài Loan độc lập cả. Vậy nên, căn cứ theo thuyết tuyên bố, Đài Loan cho đến hiện tại không phải là một nhà nước độc lập có chủ quyền. Nếu đó là quan điểm của giới lãnh đạo, vậy còn góc nhìn của người dân Đài Loan thì sao? Vì một tuyên bố độc lập chỉ được coi là chính danh nếu tuyên bố đó phản ánh thực chất mong muốn của người dân mà thôi. Xã hội Đài Loan. Xã hội Đài Loan có thể được chia ra làm 3 nhóm chính: nhóm dân tộc bản địa Nam Đào, nhóm người nội tỉnh và nhóm người ngoại tỉnh. Thông thường, 3 nhóm người này có những quan điểm rất khác biệt về danh tính của bản thân cũng như là mong muốn không đồng nhất về vị thế chính trị và tương lai của hòn đảo này. Dưới thời Nhật Đô Hộ, chính phủ áp dụng rất nhiều các chính sách đồng hóa đảo Đài Loan. Tuy không phải không có phản kháng, nhưng một phần nào đó chính sách đồng hóa của Nhật Bản có ảnh hưởng tương đối lớn lên xã hội Đài Loan lúc bấy giờ và kể cả đến hiện tại.
Rất nhiều cư dân đảo Đài Loan thời điểm đó nói tiếng Nhật, tuân thủ theo văn hóa và truyền thống của Nhật Bản và coi bản thân là một người Nhật. Không ít cư dân Đài Loan cảm thấy tự hào khi được chiến đấu cùng quân đội đế quốc Nhật Bản trong Thế chiến thứ hai. Những người phản đối thường là tầng lớp trí thức, sau khi tiếp nhận nền giáo dục của Nhật Bản lại nhận ra rằng họ không những đang bị đồng hóa mà cũng luôn bị coi là công dân thứ cấp trong xã hội của Nhật Bản. Sau khi Nhật rút quân khỏi Đài Loan vào năm 1945, chính phủ Trung Hoa Dân Quốc lấp đầy bộ máy quản lý tỉnh Đài Loan bằng quan chức người Hán từ đại lục gửi sang. Chính phủ Trung ương không tin tưởng những người nội tỉnh vì cho rằng họ đã bị Nhật Bản hóa quá lâu rồi. Nhóm những người nội tỉnh cũng nổi giận và phản ứng lại khi chính phủ áp dụng các chính sách được cho là phân biệt đối xử với phong tục, ngôn ngữ, truyền thống văn hóa đặc trưng của họ, trong khi đó không ngừng thu lợi từ các nguồn tài nguyên của Đài Loan. Mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm vào ngày 28 tháng 2 năm 1947 tại Đài Bắc, hay còn được gọi là sự kiện 228. Hàng nghìn người nội tỉnh đã thiệt mạng trong cuộc đụng độ chống lại chính phủ. Sự kiện 228 để lại vết thương lịch sử giữa nhóm người nội tỉnh và ngoại tỉnh ở Đài Loan, mà ảnh hưởng của nó vẫn tồn tại cho đến tận ngày hôm nay. Đến thời điểm mất đi đại lục, chính phủ Trung Hoa Dân Quốc rút đến Đài Loan vào năm 1949 và ngay lập tức quản lý tỉnh Đài Loan bằng thuyết quân luật. Các chính sách Hán hóa tỉnh Đài Loan càng được áp dụng cực đoan hơn. Tiếng quan thoại được coi là quốc ngữ, các ngôn ngữ khác của người bản địa hay phương ngữ Phúc Kiến Đài Loan và khách gia đều bị hạn chế sử dụng, trong khi phần lớn dân cư lúc bấy giờ không hề nói tiếng quan thoại. Phần lớn nhóm người ngoại tỉnh, bao gồm cả chính phủ Trung Hoa Dân Quốc, đều coi Đài Loan là căn cứ tạm thời và chờ ngày quay trở lại đại lục. Mâu thuẫn giữa hai nhóm người cai trị và bị trị dần tăng lên. Làn sóng tẩy chay quốc dân đảng và người ngoại tỉnh cũng âm ỉ diễn ra trong xã hội Đài Loan lúc bấy giờ. Nhóm người phản đối chính phủ cho rằng cộng đồng dân cư Đài Loan là một dân tộc riêng biệt. Tuy cùng là người Hán, nhưng họ không còn giống với người Hán ở đại lục nữa rồi. Đối với họ, Đài Loan cần phải được độc lập, không phải là Trung Quốc nữa, cũng không phải là Trung Hoa Dân Quốc. Tuy nhiên, kể từ sau khi dân chủ hóa, xã hội Đài Loan chấp nhận một loại danh tính mới là người Đài Loan. Người Đài Loan ở đây sẽ bao gồm tất cả các cư dân tại Đài Loan. Tất cả người Đài Loan đều coi Đài Loan là quê hương của mình, không phải đại lục. Quan điểm này đặc biệt phổ biến ở những thế hệ sinh ra sau này. Họ sinh ra và lớn lên ở Đài Loan. Vậy nên cho dù xuất thân là gì thì họ cũng chỉ trung thành với Đài Loan mà thôi. Trong cuộc khảo sát hàng năm của Trường Đại học Quốc lập Chính trị, số người coi họ là người Trung Quốc giảm đi đáng kể trong những thập niên gần đây. Trong khi đó, vào năm 2022, có đến hơn một nửa người được khảo sát chỉ coi họ là người Đài Loan. Dựa trên khảo sát này, ngày càng nhiều người chỉ coi họ là người Đài Loan chứ không phải là người Trung Quốc hay vừa Đài Loan vừa Trung Quốc nữa. Thế nhưng phần lớn đều khá thận trọng trong việc tuyên bố độc lập vào thời điểm hiện tại do những lo ngại về an ninh từ phía Bắc Kinh. Các nhóm ủng hộ độc lập không ngừng yêu cầu có một cuộc trưng cầu dân ý về vấn đề danh tính và tương lai của Đài Loan. Tuy nhiên, cho đến hiện tại, vẫn chưa có một cuộc trưng cầu dân ý nào cả. Vị thế chính trị và pháp lý của chính thể Đài Loan luôn là một vấn đề phức tạp với nhiều lớp lang cần phải được cân nhắc cẩn thận bởi bốn nguyên nhân chính như sau. Thứ nhất, quan điểm về nhà nước và chính phủ trong hệ thống triết học, chính trị, lịch sử tại Trung Quốc không phải lúc nào cũng tương đồng với phương Tây. Vậy nên khi lãnh đạo Trung Hoa Dân Quốc hay Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa đưa ra các tuyên bố liên quan, cần phải lưu ý bối cảnh để tránh hiểu nhầm. Thứ hai, luật quốc tế không có quy định rõ ràng về vấn đề hình thành của một nhà nước. Thứ ba, sau nhiều lần sáp nhập và chuyển giao, xã hội Đài Loan hiện tại không đồng nhất và có những quan điểm khác nhau về danh tính, vị thế và tương lai của Đài Loan. Thứ tư, lãnh đạo của Đài Loan vô tình hay hữu ý cũng thường đưa ra những tuyên bố mập mờ và không rõ ràng về vị thế của chính thể này. Vậy dựa trên cơ sở luật quốc tế thì Đài Loan không phải là một quốc gia, chưa từng có một chính phủ nào tuyên bố độc lập chính thức cho một nhà nước Đài Loan cả, nên sẽ không thể coi Đài Loan là một nhà nước độc lập có chủ quyền. Cũng chưa từng có một cuộc trưng cầu dân ý nào được tổ chức trên quy mô tại Đài Loan về câu hỏi này cả, nên cũng chưa thể đưa ra kết luận về mong muốn của người dân tỉnh Đài Loan về vấn đề độc lập tại thời điểm này. Tuy nhiên, chính phủ Trung Hoa Dân Quốc có phải đại diện hợp pháp của nhà nước Trung Quốc hay không thì phải dựa vào lập trường của từng nhà nước và tổ chức quốc tế. Nếu các bạn thích video này, hãy like và share để ủng hộ chúng mình. Đừng quên bấm nút subscribe và nút chuông bên cạnh để không bỏ lỡ video nào bọn mình ra trong tương lai. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Đây là Spider Room, còn mình là Pink Dot. See ya!